Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng tại 10 địa điểm. Đường dây lô đề do Nguyễn Mạnh Trường và Phạm Hồng Sơn cầm đầu, tăng vật thu giữ hai xe ô tô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tăng vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, Trường là đối tượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Sơn cũng là đối tượng đã có 3 tiền sự. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ giữa tháng 6 năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27 tháng 7 vừa qua, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.